quay một ngày của mình như thế nào cho mọi người xem nha. Một ngày làm gì khi không được đi ra ngoài? Bây giờ là 8 giờ sáng. Bây giờ 8 giờ sáng mình sẽ làm cái món chả giò mà làm nhiều. Sau đó mình bỏ tủ lạnh ăn dần. Đây. Mọi người hãy xem coi mình làm món gì nha. Chắc làm chả giò, đâu rồi không có ăn chả giò. Làm chả giò vào tủ lạnh xong ăn dần. Mỗi lần làm là phải 4-5 cái vậy đó. Đây là những cái thứ nguyên liệu mình chuẩn bị để mà làm chả giò này mọi người. Sẽ có khoai, khoai này khoai gì, khoai môn, cà rốt, nấm mèo, thịt bằm và tôm. Tôm thì chút xíu nữa mình sẽ bằm nhuyễn ra giống như thịt đó. Còn gia vị đơn giản chỉ có hạt nêm với chút đường với chút tiêu vậy thôi, làm đơn giản thôi. Mình làm nấu ăn theo công thức của mình. Khoai môn nha mọi người. Khoai môn là phải bào sợi. Khoai môn ngon dễ sợ. Cái lõi dục này, cái lõi này cứng quá mình bỏ đi. Rồi, xong.
nấm mèo cũng sắc nhuyễn luôn. Nấm mèo mình cũng sắc nhuyễn giống như khoai luôn. Vừa làm vừa quay khổ dễ sợ không? Bây giờ tôm mình cũng băm nhuyễn nha mọi người. Tôm là băm nhuyễn giống như thịt vậy. Khâu chuẩn bị nguyên liệu mệt ghê luôn á, đánh lách nhách ngắt nhách từng tí một. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ là đi xào nhân.
Bây giờ xào nhân, xào rau củ trước rồi hẳn trộn vào với nhau, tại vì cái rau củ này để đông lạnh á, nó có vẻ như là nó không có được ngon như mình xào chín. Nếu mình xào chín á, thì cái dạ dò mình để đông lạnh á, nó vẫn còn ngon, lúc nào nó cũng còn ngon hết á. Còn mình để sống á, nhiều khi nó không còn ngon, nó bị oxy hóa trong đông lạnh á. Chảo chưa lắm mà đã lo bỏ ấy rồi, đã lo bỏ bỏ hành vô rồi. Đồ bếp chuyên nghiệp quá luôn. Cho cà rốt đi cái phần mồm vô. Cho cái này vô. Nấm mèo vô. Xào sơ sơ cho nó chín thôi chứ không cần xào chín quá. Vậy là xong rồi đó mọi người. Mình chỉ xào sơ sơ thôi. Rồi chút nữa mình trộn với nhau. Thịt với tôm này mình cuốn. Thế. Cho chút tiêu vô cho nó thơm. Bây giờ mình ướp nhân. Cho vô. Tôm. Chút xíu đường. Thank you.
Ngon ha. Chưa chưa chiên mà đã thấy ngon này, đây nè. Tự mình nấu tự mình khen luôn. Mỗi lần làm chả giò là làm mình làm 40-50 cái vậy đó, xong rồi bỏ vô tủ lạnh đông đó. Ăn dần, lúc nào ăn thì mang ra chiên thôi cũng tiện. Rồi xong, trộn đều cho thấm gia vị, mình để khoảng 5-10 phút gì cho nó thấm, nó tan hết gia vị ra rồi không cuốn nha. Cuốn liền cũng được, nhưng mà thôi, dịch bệnh có đi đâu đó, ở nhà rảnh rỗi mà vội vàng chi. Xong rồi đó, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ mình đi cuốn chả giò nha. Ở ngoài Bắc người ta cuốn chả giò người ta làm cái bằng cái bánh tráng gạo, ăn thấy nó cứng cứng khô khô. Còn bánh ở trong Nam mà người ta làm bằng cái bánh tráng này nè. Bánh tráng này là làm từ đậu xanh này mọi người, rất là ngon luôn á. Cuốn xong chiên nó giòn lắm, chiên mà để mấy tiếng sau nó vẫn còn giòn. Mình thấy cái chả giò ngoài Bắc á, nó làm bằng cái gạo, bánh tráng gạo không ngon. Cuốn mình dùng cái thìa nè, mình dùng cái thìa mình định lượng cho nó dễ. Ví dụ mình dùng một thìa cho một cái, mình cứ vậy mình dùng thôi, nó sẽ đều hơn, cái bánh nó sẽ đều hơn, nó sẽ đẹp đó.
rất là đều luôn, đều như chị em sinh đôi vậy đó. Cái tay của mình là trước khi nấu ăn là mình có rửa sạch sẽ vệ sinh rồi nha các bạn, đừng có thấy mình bốc bốc mà nghĩ mình dơ nha. Tại vì quấn bằng cái bịch ni lông nó sẽ rất là khó quấn, cái bánh nó sẽ không có đều mà nó cũng không chắc nữa. Mà cái bịch ni lông nó nhiều khi nó cũng không có bịch ni lông mà nó làm bằng ba cái nhựa không à, cái nhựa tái chế không thì nó còn ung thư hơn. Tay chân mình rửa sạch đi là được rồi. Mọi người đừng có nghĩ là đeo găng tay là sạch, đeo găng tay tùy nữa, mua phải cái găng tay mà không chất lượng nữa là thôi. Ta nói ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip là một ngày của mình làm gì trong một ngày. Thành ra mình nghĩ là cái clip này nó sẽ rất là dài. Dành cả buổi sáng để làm chả giò rồi, không biết buổi chiều làm món gì ăn ta, hay làm bún đậu mắm tôm đi. Bún đậu mắm tôm có chả giò cũng ngon nè.
Trời ơi, cuốn hết cái tô nhân này chắc phải 6-70 cái như bánh quá. Sợ thiệt. Nhà ăn thì không có nhiều hết đó mà làm giống như cho một tiểu đội ăn vậy. Nhưng mà không sao, cái món này bỏ bỏ ngăn đông 2-3 tháng cũng được. Bỏ ngăn đông rồi lúc nào tiện lấy ra ăn. Lấy ra cái mua tí bún về cái nào mắm chua ngọt ăn với dưa leo cũng được. Hỏi về để làm đồ ăn sáng. Mọi người ở ngoài Bắc chắc không có làm chả giò giống như mình đâu ha. Mình thấy người Bắc á, người ta làm chả giò, người ta đập trứng và cái nhân của người ta rất là lỏng luôn, mà không hiểu sao người ta cuốn hay ghê luôn á. Người ta đập mấy trái trứng vô á, mình thì không bao giờ mình đập trứng hết. Đập trứng nó sẽ làm cho cái bánh lúc mình chiên nó không có bị giòn. Mỗi vùng miền một khác, miền Nam ăn một kiểu, miền Bắc ăn một kiểu, miền Trung ăn một kiểu, mà miền nào cũng ngon cả, miền nào cũng có cái hương vị riêng. Rồi ai cũng khen người Bắc thức ăn ngon hết á, người ta nói ăn ăn Bắc mặc Nam mà. Ăn thì giống như người miền Bắc, vẻ mặt thì giống như người miền Nam. Cố lên. Trời ơi, nãy giờ đúng mà quấn chạy giò mà muốn gãy cái giò luôn á, muốn gãy cái chân luôn á. Quấn 50 cái chạy giò, cái cuối cùng nữa, cố lên. Trời ơi, bởi ta nói hay ăn nó cũng khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Hay ăn là phải lo làm, nó lăn vô bếp mà nấu chứ đâu có ai nấu cho ăn. Ồ, cái cuối cùng đó, nó hơi bự, nó hơi mập một chút xíu bởi vì nó rồi xong. Cái cuối cùng của em đây. Đây thành quả đây. Thành quả là quấn được 50 cái chả giò vào buổi sáng đây. Cho mọi người nhìn thêm một lần nữa cái khay chả giò của mình, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình bảo quản. Đây là cái cách mình bảo quản chả giò, là mình sẽ cho vào trong cái hộp này. Đây, mình sẽ bảo quản như thế này. Sao ta sao cho mọi người thấy mình bảo mình để sao đây đây bỏ cái này đây. Mình sẽ xếp một lớp ở dưới. Sau khi mình xếp được một lớp rồi á, thì mình sẽ để cái miếng giấy bóng này nè, bỏ lên đây để mai mốt mình ăn á, tại vì nhà mình ăn ít, mình chỉ ăn mỗi lần được một lớp thôi, thì mình sẽ bỏ cái này vô đây, bỏ cái miếng giấy bóng vào đây, rồi bắt đầu mình xếp thêm một lớp nữa.
thì mỗi lần mình lấy để trong ngăn đá mình lấy thì mình lấy một lớp một ra mình rã đông thôi, chứ còn mình để dính vào nhau là mai mốt mình lấy nó sẽ rất là khó đó. Nhà mình là mỗi lần chỉ có ăn 8 cái, 10 cái thì mình bỏ 8, 2, 4, 6, 8 cái. Rồi sau đó là mình sẽ cho thêm một lớp nữa. Cho thêm một lớp tế bóng nữa, cứ như vậy để mai mốt mình lấy là mình chỉ nhập nhấc cái giấy bóng này ra là nó đã có một cái lớp cho mình ăn rồi, cho mình chiên rồi, mình khỏi phải dính chùm với nhau. Rồi sau đó mọi người đậy nắp vào rồi bỏ trong ngăn đông. Đó, cách mình bảo quản quản chả giòn như vậy đó. Vậy là mình đã làm xong chả giò rồi. Bây giờ mình sẽ chiều nay mình sẽ làm một cái món để cho mình ăn từ sáng thì chưa ăn sáng luôn, rồi mình sẽ quay tiếp và mình sẽ đăng cái video này thành một lần luôn. Đây là nguyên liệu làm bún đậu mắm tôm, thì mình thường mình ăn chả giò, còn này là chả mực, thịt và đậu hũ, còn đây là bún này, bún lá này mọi người. Nếu mà mình ăn ăn bún đậu là mình sẽ ăn cái loại bún mà nó làm thành từng từng con nhỏ 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 nhỏ, ăn nó ngon, rau và mắm tôm. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình làm cái món bún đậu mắm tôm nha. Mình sẽ luộc thịt trước. Mọi người cho hơi gà nè, hành nè, sả nè, rồi bỏ thịt vô luộc. Hình như hơi bị thiếu nước, cho chút xíu nước nữa đi. Bây giờ đi chiên mấy cái thứ này.
làm mắm tôm. Tại vì mình sợ cái mắm tôm nó ăn sống á, thì nó sẽ bị đau bụng. Thành ra là mình sẽ nấu mắm tôm lên cho nó chắc cú. Cái ăn xong tào tháo rỉ là rượt là thấy bà luôn. Mình sẽ nấu mắm tôm cho nó chín lên. Phi chút hành cho nó thơm chứ sao mắm tôm nó hơi bị hôi á, thành ra mình phải cho phi tí dầu ăn với tí hành cho nó thơm. Biết sao giọng dạo này tự nhiên nó khàn, nó cứ khàn khàn, không biết chuyện gì đang xảy ra đây, giọng khàn khàn như vịt đực á. Đó, mình phi cho nó thơm lên xong mình hẳn đổ mắm tôm vô. Nấu về cho nó chắc ăn chứ không mà ăn đau bụng chết luôn. Cho thìa đường, cho 2 thìa đi. Cái công đoạn nấu mắm như vậy là xong rồi đó mọi người. Phải nấu chín nó ăn chứ không là tào tháo dí. Rồi, bây giờ ra trang trí cái món bún đậu. Cắt thịt mỏng thôi nha, cho nó ngon. Thịt luộc vừa chín tới luôn ta ơi. Cái này người ta gọi là ăn thì ít mà điệu thì nhiều nè, trời ơi.
Bây giờ mình sẽ đi pha trái cây, à đi pha trà trái cây. Trà trái cây bốn mùa. Để vừa ăn vừa uống. Chứ ăn bún đậu mắm tôm mặn lắm, không có nước uống à. Mình dùng trà Lipton nha. Một gói thôi. Mình chỉ dùng một miếng thôi, tại vì pha có một ly à, cho nên mình chỉ dùng một miếng à, miếng dưa hấu thôi. Rồi xong một miếng dưa hấu. Nhìn là trái này là trái đào nè. Đào ngon quá. Giờ đang mùa trái cây, trời ơi mà chợ nó trái cây quá trời luôn. Mỗi lần đi chợ là muốn mang hết cả cái chợ về. Mình chỉ cần một vài lát thôi, tại vì làm rất là nhiều loại trái cây. 1 2 3 chắc 5 loại trái cây á. 6 loại trái cây luôn. 6 loại trái cây luôn. Cây là phải rửa sạch hết nha mọi người, phải rửa sạch, ngâm nước muối rửa sạch rồi đi, tại vì mình thả vô trong trà mình không rửa sạch là toàn là hóa chất không. Này là chân dây nè. Ôi cha, xém nữa vừa gãy đứt tay luôn. Tay chân như cặn gà. Rồi, xong. Đây là toàn bộ trái cây của mình đây. Mọi người thấy không? Toàn bộ trái cây để chút xíu đó mình cho vô trà. Bây giờ đi lấy vừa làm vừa quay khó quá. Đây. Mình
đã xong một ly trà đây, trà trái cây đây, rất ngon luôn.